界没人会令人放心，自己都不信，怎么相信别人？你怕我会突然有事情发生，更怕我会突然怕被人抱紧，是很不足够去换你的信任，是我保护不到你过每晚，给你一双安心臂弯，或我保护不到我这两眼，暴力遗忘旁人得过灿烂，难道怕谁人更想谁人，却担不起讲早晚晚安的信心，难道你害怕令我害怕因你被困，却安于这种不安快感，如何宁愿em có chuyện này muốn bàn với anh, nhưng mà không thể cho người thứ ba biết được. Cậu hai, cậu hai à, cậu hai, tôi là chú An đây, không biết cậu hai đã đi đâu. Đem tiền tới chưa? Ba tôi đâu? Một tay cho tiền, một tay cho người. Anh Dũng. Ba, đứng lại. Tới một mình mà. Anh hai, không phải đâu. Tại em tự theo tới thôi mà. Em tới đây làm gì? Anh hai, anh đừng có làm lỗi tiếp nữa. Ba thì là đau lòng lắm đó. Ba muốn anh về thăm ổng. Anh hai, em không có tin là anh sẽ bỏ lại ba và em. Anh không còn mặt mũi đi gặp ba. Anh hai, anh có còn nhớ không? Hồi nhỏ em bị ba đánh, anh nhất định ra đỡ đầu cho em mà. Lần nào cũng khiến anh bị ba đánh, bị ba Ngọc cười. Đừng nói thêm. Anh hai, em biết cái thương em lắm mà. Anh đừng có đi nhà anh hai. Anh bỏ đi như vậy, từ nay có người ăn hiếp em thì ai sẽ bảo vệ cho em đi chứ? Anh hai, anh đừng có làm lỗi tiếp nữa mà anh hai. Anh hai, yeah.
em sao rồi? Quế Phương. Phương à, em sao rồi? Phương, đưa nó đi về thương giùm tôi. Phương, Phương à, em ráng lên nha. Bảo trọng. Quế Phương, em ráng nha, đừng có làm anh sợ. Quế Phương, Quế Phương. Kiếp trước không biết tôi làm lỗi gì nên xảy ra nông nỗi này. Tại sao? Kiên à, yên tâm đi, Quế Phương thường ngày hiếu thảo lắm mà, nó không sao đâu, nhất định sẽ được tỉnh lại, yên tâm đi. Phải đó chú Kiên à, bác sĩ có nói là Quế Phương đã qua thời kỳ nguy hiểm, cũng là việc may mắn. Hay chúng tôi đưa chú về nhà nghỉ ngơi nha. Tôi muốn ở lại để coi nó thêm một hồi nữa. Anh cũng đã ngồi cả đêm rồi, hay là về nghỉ ngơi một chút đi nha. Tôi thì không nên để cho Huệ Phương theo tôi. Nếu như cổ không theo tôi thì cổ đâu có bị trúng đạn chứ, và cũng không đến nông nỗi này. Anh không muốn anh tự ôm hết trách nhiệm vào mình. Bây giờ không có ai giúp được Huệ Phương đâu, chỉ có mình cổ thôi. Tôi chỉ lo cô sẽ bỏ lại tôi. Tô à, anh phải ráng lên nha. Nếu như cả anh cũng bị gục luôn thì không ai có thể giúp được cổ đâu. Tôi biết. Tôi muốn đi coi ba tôi. Cô trở ra trước đi. Ba, sao ba không lên giường nằm nghỉ? Con nằm sao? Đã hết chuyện rồi, cái tay cử động được. Ông Quế Phương ra sao rồi hả? Vẫn chưa tỉnh lại. Là con báo hại tới cổ. Đừng có nói gì vậy. Lần này chỉ là tai nạn thôi, không thể trách bất cứ ai đâu. Hiển tổ à, ba thấy lần này con giải quyết được chuyện bình tĩnh, có chủ kiến. Nếu không thì ba đây chắc đã bị chết rồi đó. Tóm lại lần này con đã hại cổ. Cô thì lo cổ không thể tỉnh lại. Hiển tổ à, làm người phải kiên cường lên một chút. Con còn trẻ tuổi như vậy, mai này còn nhiều việc khó khăn mà, còn nhiều gian truân nữa mà con phải đương đầu. Lần này chuyện quan trọng như vậy mà ba còn có thể chống chọi được. Con là con của ba kia mà, con phải như ba thì mới được. Quế Phương, cổ nhất định sẽ được tỉnh lại kia mà. Cho nên bây giờ con tới ngồi bên cạnh giường của cổ đi, và chờ cổ đi. Đi chờ cổ tỉnh lại. Cổ mà tỉnh lại nhìn thấy con sẽ được vui lắm đó. Còn nữa nha, suốt đời này con phải chăm sóc cho cổ thật là tốt. Đây là trách nhiệm của con đó. Con có nghe rõ chưa? Tin địa phương,
Hôm nay thì Nguyên Lã đã xảy ra một vụ nổ súng bắn nhau. Cảnh sát cho biết là một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, 38 tuổi, bị tình nghi liên can tới vụ Phú Thương Kỷ Trung Nam bị bắt cóc. Mày làm gì đây bà chảy vàng? Đã vào rõ là tối hôm nay đó mà. Bây giờ mấy giờ rồi? Và tên Trần Chính Cương bị chết tại chỗ. Bây giờ Phú Thương Kỷ Trung Nam đã được thả về và đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Chuyện gì chứ? Bắn nhau chết người, người bị thương sao không nói? Cảnh sát bây giờ treo tiền thưởng là 500.000 đồng. Người quốc tịch Trung Quốc tên là Phó Chính Kiệt. Giỡn gì? Giỡn gì? Có chuyện gì nói đi. Bài chảy vàng nói là tối nay không có xe sáng mai mày có. Cái gì? Làm gì kiểu gì đây? Anh kiếm ai hả? Tôi cũng không muốn đâu. Anh không thể đi, tôi cũng không thể đi. Tôi cảnh cáo anh, đừng có chơi tôi nha. Tôi thủ tiêu ra thằng Quyền, cũng có thể giết anh đó. Cái gì? Không phục hả? Súng đó, mày vỗ bắn tao đi. Bắn tao đi. Cầm lên đi. Cây súng nó cắn mày sao? Sợ hả? Sợ cái gì? Bắn tao đi. Người ta ra ngoài kiếm ăn mày cũng vậy. Mày coi cái tướng của mày kìa. Mày đi chết đi. Đứng đây làm gì? Vô trỏng. Tao không muốn gặp mặt mày. Đi vô trỏng đi. Nghe xong bản nhạc này, chúng tôi sẽ đón nghe điện thoại của thính giả. Coi cổ có chuyện gì muốn nói với mình nha. Tôi đã theo ảnh rất nhiều năm. Tôi còn nhớ lúc ban đầu, khi tôi gặp ảnh, tôi thấy con người của ảnh đần độn lắm. Lúc đó tôi vẫn còn làm gái nhảy. Ảnh với anh hai xuống nhảy đầm, đần độn lừ đừ. Đám anh hai giang hồ đâu có coi chúng tôi là người chứ. Tôi hôm đó tôi bị người ta chơi, cứ bắt tôi uống rượu. Sau đó tôi bị uống say, chạy tới toilet ói mửa, vợ sống vợ chết. Khi tôi từ toilet bước ra, đột nhiên có cái khăn nóng để trước mặt tôi. Nhìn kỹ lại thì ra là ảnh. Ảnh thật đần độn, đứng trước mặt của tôi, ảnh bảo tôi đừng có uống thêm nữa. Rồi ảnh trở vô trọng. Lúc đó đột nhiên tôi thấy trong lòng của tôi bối rối. Thì ra vẫn còn người bận tâm tới tôi. Sau đó mỗi đêm ảnh đều tới kiếm tôi. Rồi cả đám chị em chúng tôi hợp sức lại chơi với ảnh. Lúc đó tôi tự nói với mình, cho dù tôi muốn theo, phải theo người lanh lợi một chút. Người làm đại ca đâu có thể nào theo một tên ma giáo lừ đừ, đần độn không biết mình mánh mùng. Nhưng mà cuối cùng tôi đã chọn ảnh. Nhưng mà lúc đó tôi còn một cái nghĩ thật là thơ dại. Tôi còn muốn kiếm một người đàn ông vừa giàu sang lại vừa đẹp trai. Cho nên ban đầu tôi lại cứ chê bai ảnh. Rồi sau đó tôi đã phát hiện ảnh thật là thật lòng với tôi. Và cuối cùng tôi đã quyết định theo ảnh hết kiếp. Còn nữa, anh đã dạy tôi ăn bánh mì bỏ bên đường. Tôi còn nhớ mỗi lần tôi đều nói, sau khi ăn xong ăn cái gì cũng không ngon. Anh nói tôi thật là khờ. Trong
trong lòng thấy ngọt ngào là được rồi. Đây là câu chuyện giữa anh chị đó hả? Nhưng mà coi bộ chị không có được vui đó. Có phải gần đây đã xảy ra chuyện gì hay không? Chị có quyền nói trên radio mà. Tôi không biết bây giờ anh ở đâu. Tôi thật là lo lắng cho anh lắm. Tôi biết anh bị ép buộc mà. Anh không có việc bỏ rơi tôi đâu. Tôi thông cảm được tâm trạng của chị bây giờ. Chị có gì muốn nói với anh hay không? Tôi không biết bây giờ anh có nghe được hay không. Nhưng mà tôi thiệt muốn nói với anh. Anh Dũng, cho dù những chuỗi ngày mai này ra sao, cho dù thiệt phải ăn cải trắng cá mặn, em cũng không sao. Anh còn nhớ không, cái lúc mà mình mới quen biết thì cũng đâu có gì. Hai chúng ta cũng sống được vui vẻ lắm mà. Anh Dũng, cho dù những chuỗi ngày mai này ra sao, chỉ cần anh ở bên cạnh em, dù những chuỗi ngày gian khổ thế nào, em cũng không có sợ đâu. Anh Dũng, anh hứa với em đi, anh nhất định phải về. Anh phải đem luôn cái mạng về gặp em. Sao ngồi vậy? Ra ngoài hả? Phải, định ra mua chút đồ. Hello, Liên hả? À phải, anh đã lót đường rời khỏi Hồng Kông. 10 giờ sáng ngày mai ở Lạc Mã Châu, bãi đậu xe của Phúc Ký. Em mau thu dọn đồ. Phải cẩn thận, đừng để cho em phát hiện. Không sao. Đừng có lo. Được rồi. Được. Nhớ rồi. Phải. Quỳ. Quỳ. Biết là em sẽ tới mà. Sắp tới giờ rồi, xe cũng đã sắp tới. Mình đi. Em làm gì? Anh Dũng, em không đi với anh đâu. Em nói vậy là gì? Anh không hiểu. Anh Dũng, em tới đây nói với anh là em không muốn sống cho ngày như vậy nữa. Nếu như anh bị tù, em sẽ chờ anh ra. Nhưng bắt em phải theo anh trốn đi lúc đó, em là không có nổi đâu. Em còn phải chăm sóc cho thằng con. Xin lỗi. Anh biết là bắt em theo anh thì khó xử cho em. Nhưng mà mấy năm nay trong lòng của anh chỉ có em thôi. Em có hiểu không đi? Em hiểu. Em biết anh tốt với em. Nhưng mà em không muốn sống như ngày này nữa. Ngày nào cũng phải lo âu quản hốt, không có ngày nào được công khai. Anh Dũng, em biết em không được. Xin lỗi anh. Ngọc, em đừng lo, không có gì đâu. Mai mốt anh sẽ đón luôn thằng Hải. Anh không muốn thử bị mất em có biết không đây? Xin lỗi anh. Đi được chưa? Ngọc, đi mau đi, nói nhiều làm gì? Ngọc, biết không? Ngọc à,
Kiệt! Em vẫn trẻ anh. Em không có. Còn mắc mới tới cổ, tôi đi theo cổ thôi. Anh muốn gì? Kiệt à, anh hãy quay trở về đây vẫn còn kịp mà. Đừng có nói nhiều. Anh có biết là bây giờ Huệ Phương còn nằm ở nhà thương không? Nếu mà nó không có được tỉnh lại, rồi chú Kiên ra sao? Đừng có nói nhiều. Kiệt à, anh đi tự thú đi, vẫn còn cơ hội mà. Tưởng tôi khùng hả? Vô trọng lợi số kiếp, ta phải lên một phen. Anh thật là ích kỷ. Anh có nghĩ tới Huệ Phương hay không? Nếu không phải anh, rồi đâu có tới nồng nổi này. Kiệt à, anh hãy bình tĩnh lại một chút đi có được không? Là tại mày. Tại sao mày cứ moi chuyện cũ ra chứ? Mỗi một con người đều phải gánh trách nhiệm của mình đã làm. Tao không có cố tình giết con Huệ. Bà đã chết rồi mà. Nếu mà chịu buông tay thì mình vẫn là anh em với nhau. Là do mày ép tao tự thú, tao mới tới đường cùng này thôi. Là tại mày. Tôi ép anh hả? Anh đã giết con Huệ, đó là sự thật. Tao đã nói tao không cố tình giết cổ. Kiệt à, anh đi tự thú đi, vẫn còn có cơ hội mà. Ai bước tới tôi giết ngay. Anh hãy bỏ súng xuống đi, cảnh sát sắp tới rồi, anh chạy không thoát đâu. Mày báo cảnh sát. Mày nói chuyện với tao là để cứu vợ. Mày chết đi. Anh Dũng. Dũng. Xin lỗi. Anh Dũng. Anh Dũng. Kiệt. Anh Dũng à. Kiệt ơi. Kiệt. Anh Dũng à. Anh Dũng. Anh Dũng. Bảo, tôi đang chết. Dũng à, đừng có bỏ em. Đừng có bỏ em. Dũng à. Huệ Phương. Huệ Phương. Bác sĩ. Tỉnh rồi. Huệ Phương. Em tỉnh rồi hả? Huệ Phương. Huệ Phương. Đừng sợ. Đừng sợ. Bây giờ em đang ở nhà thương. Em đã hôn mê mấy ngày rồi. Anh hai sao rồi? Anh bị trúng đạn, nhưng mà đã qua thời kỳ nguy hiểm. Bây giờ đang bị cảnh sát câu lưu. Anh hứa với em, cho dù mai này xảy ra chuyện gì, cho dù em biến thành thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em suốt đời. Anh có biết không? Em thiệt hờ. Thì không ngờ anh vẫn còn mang để có thể gặp lại em. Đừng có nói như vậy nữa. Bây giờ anh đã không sao. Anh còn nhớ là em có nói qua, biểu anh là phải giữ cái mạng này về để gặp em. Anh đã làm nổi. Hôm đó em điện thoại tới đài phát thanh, anh đã có nghe được. Anh đã làm theo. Em thật không ngờ anh đã nghe được. Anh không những là nghe được,
anh còn nhớ từng lời nữa. Nhưng mà anh tiện lộ lẫn, nếu như anh bị ở tù thì không thể chăm sóc cho em. Phải. Nè, em vào trước nha, em không biết tự chăm sóc lấy mình đâu. Thật ra Lôi Thiên Bảo hắn cũng không tệ lắm đâu. Anh lại nói sang đâu rồi? Em phải biết chuyện của mình chứ. Đàn bà thì dễ bị siêu. Anh muốn bỏ em hay sao? Không phải, anh không phải là ý này. Nhưng mà em nói là em không biết tự chăm sóc cho mình. Ý của em là cho anh ra chăm sóc cho em. Thiệt là đần độn. Em thì chờ anh hả? Nhưng mà ít nhất cũng là 8-10 năm. Rồi chừng đó có cho em già không? Làm gì có. Em 80 tuổi, anh cũng sắp chung với em mà. Thiệt điên. Anh hẹn tôi ra không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Phải. Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Hay là cô nói trước đi. Hay là nói trước đi. Tại sao chúng ta xa lạ quá vậy? Như là hôm xưa anh hay bắt bẻ tôi, sửa lưng anh như là được tự nhiên chút hả? Anh à, anh Dũng không chịu chứ hả? Cho tôi gửi lời thăm ảnh nha. Anh không có gì, cảm ơn anh bận tâm. Thật ra tôi phải cảm ơn hai người mới đúng. Nếu như mà không có hai người thì kẻ nằm nhà thương chính là tôi. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện tôi mới biết được. Thì ra tôi đã bỏ lỡ rất nhiều việc. Có rất nhiều thứ hôm xưa tôi không biết quý mến. Tôi có nhớ là cô đã nói với tôi, nói là tôi không thể dứt bỏ đi chuyện xưa, khiến cho người ở bên cạnh của tôi phải chịu cực khổ. Tôi hiểu được, tôi không thể ích kỷ như vậy. Tôi muốn nói với cô, chuyện xưa kia tôi không quên được đâu. Nhưng mà tôi sẽ càng quý tương lai. Không biết là tôi còn có cơ hội hay không. Thực ra tôi cũng giống như anh. Xảy ra bao nhiêu chuyện, rốt cuộc tôi đã biết tôi cần thiết nhất là cái gì. Anh Dũng vừa cứu tôi, có thể để một phát cho tôi. Một người đàn ông chịu vì mình như vậy, tôi thì phải nên thỏa mãn. Một phát nó thay đổi rất nhiều việc, anh có hiểu không? Phải. Anh Dũng thì đã vì cô hiến dâng ra rất nhiều. Bây giờ anh quan trọng nhất là có tôi, cho nên tôi không thể nào rời xa ảnh. Tôi sẽ cùng anh Hải chờ anh trở ra. Tôi hiểu. Làm người nhiều khi thì khó quay trở lại lắm, phải không? Nếu như cần tôi giúp gì thì liên lạc với tôi nha. Tôi lo là làm phiền anh thôi. Đi.
Bổn tòa tuyên bố bị cáo thứ nhất Lý Vĩnh Quyền tội mưu sát và ba mục cầm vũ khí đánh cướp tội danh thành lập, bị phán án tù chung thân. Bị cáo thứ hai Phó Chánh Kiệt bắt cóc và hai tội ngộ sát thành lập, tội bắt cóc bị phán tù 12 năm, hai tội ngộ sát mỗi tội phán 4 năm, phân kỳ chấp hành. Bị cáo thứ ba Lưu Anh Dũng tội bắt cóc thành lập bị phán tù 8 năm. Ba à, uống ly trà nha. Coi chừng nóng. Con không có cần hầu hạ ba, con mệt nghỉ ngơi chút đi. Dạ được rồi. Con trẻ như vậy mà bị tù 20 năm. Kiên à, đừng lo lắng quá. Nếu như mà thằng Kiệt ở trong đó hành kiểm được tốt, không cần 20 năm sẽ được thả ra mà. Tôi thì không biết còn mạng chờ nó ra nữa không. Chú Kiên đừng có như vậy, chú nhất định sống lâu trăm tuổi mà. Chừng đó đừng có bị bệnh suy khờ là tốt rồi. Anh đừng có hòng mong bị suy khờ để khỏi làm việc hả? Ê, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Lát nữa ăn cơm xong ba bên tôi đánh cờ nha. Nhìn xe với pháo để coi có thể đánh thắng tôi không. Tôi không muốn làm phiền tới các người đâu. Phiền gì chứ, chú không qua ăn chúng tôi cũng phải ăn mà. Chú qua sẽ náo nhiệt hơn. Phải đó ba, đông người thì náo nhiệt hơn mà. Đúng rồi, qua đi. Về được. Ờ nè, còn nữa, sau này Quế Phương làm vợ người ta không có về nhà ăn cơm thì anh qua bên chúng tôi ăn cơm nha. Nếu không lỡ như anh ăn mắc nghẹn, có bị chết cũng không có ai biết. Trẹo cổ lại nữa thôi. Có phải anh muốn bắt bẻ tôi hay không nè? Không sửa lưng anh là không thể làm bạn bè à? Ai rảnh rỗi làm bạn với anh? Lôi Đạt à. Ờ thôi, đừng nói thêm nữa, qua bển nha. Đi ăn cơm. Thời gian quý báu đến dự buổi hội chiêu đãi ký giả hôm nay. Bây giờ chúng tôi kính mời chủ tịch của tập đoàn Kỷ Thị là ông Kỷ Trung Nam nói vài lời với quý vị. Thưa các vị, tôi mở buổi tiệc chiêu đãi ký giả này có hai mục đích. Trước tiên, điều tôi phải nói là tập đoàn Kỷ Thị của chúng tôi sẽ ở lại địa chỉ cũ và sân bay sẽ xây thành một thương nghiệp lớn nhất, dục hoàn thiện nhất, tối tân nhất của Đông Nam Á. Còn về mặt kế hoạch tường tận của công trình này, để lát nữa tôi sẽ xin phép nói thêm với các vị. Còn việc thứ hai mà tôi muốn nói với các bạn là hội đồng trưởng của tập đoàn Kỷ Thị, tổng giám hành chính và cái chức tổng giám đốc kể từ hôm nay sẽ do ông Kỷ Hiển Tổ tiếp nhận. Bây giờ Kỷ Hiển Tổ sẽ nói vài lời với các vị. Trước tiên tôi cảm ơn ba tôi đã cho tôi cơ hội này. Con không khiến cho ba thất vọng đâu. Trong những chuỗi ngày kế tiếp, tôi có lòng tin sẽ phát triển Kỷ Thị tốt hơn trước. Hai đứa thiệt có phải muốn về Thượng Hải để phát triển hay không? Dạ phải, tụi cháu thấy Thượng Hải thích hơn cho tụi cháu. Đúng là mỗi người mỗi ý mà ha. Nè cô Lâm à, các người bảo trọng nha. Tiếc là cô Hai đi tuần trăng mật, nếu như không thì nhất định giữ cô lại. Cho tôi gửi lời chào tạm biệt. Dạ được, hai vị xin mời. Xin chào. Tôi không có tiễn đó nha. Không sao. Cho chuyện lời hỏi thăm đến ba má của cháu. Cảm ơn nhiều. Chú bảo trọng. Thuận buồm xuôi gió nhở. Dạ. Bye bye. Xin chào nha. An à. Dạ. Thiệt là không hiểu. Cô rõ ràng Hồng Kông có phát triển mà lại theo người bạn trai trở về Thượng Hải. Nè, bố anh chưa nghe qua. Sau khi dứt bỏ thì thu hoạch càng nhiều. Như là nhược lầm đó mà.
Bây giờ hy sinh sự nghiệp ở Hồng Kông, được cái gì đây? Được một ý trung nhân nè, được một cái gia đình nè, có phải? Sau khi dứt bỏ thì thu hoạch càng nhiều hay không? Còn tôi hả? Nếu như tôi hiểu biết rõ ràng lý lẽ này trước kia thì không có cần sốt sáng kiếm tiền đi phát triển kỹ thị rình rang vậy đâu. Trong quá trình đó thì tôi đã mất biết bao nhiêu thứ chưa? Ông chủ, bây giờ phát hiện chưa muộn mà. Vậy thì phải, bây giờ tôi đã chịu buông tay hết rồi, giao tất cả cho Hiển Tổ rồi mà. Có phải được nhàn hạ hay không? Thật ra bây giờ tôi mới biết đó. Có nhiều việc có thể thưởng thức, có thể hưởng thụ mà. Phải đó ông chủ, bây giờ có nhiều thời gian lắm, tôi dẫn ông đi hưởng thụ đời người. Miễn là sau này khi hiểu biết được hai chữ buông xả ra thì không có quá đến nỗi muộn màng đó mà. Thiệt không muộn chút nào hết. Ông chủ bây giờ có nhiều thời gian, có thể làm việc mà muốn làm. Nè, bắt đầu từ dán cờ này. Chịu tướng ông chủ. Kỷ công tử à, hôm nay như là có quỷ quái đó. Quỷ quái kiểu nào hả? Khi không bao cả một phòng lớn để ăn cơm với em. Chuyện gì? Bộ có vấn đề gì hay sao? Anh muốn sao hả? Nói đi. Đưa tay cho anh đã. Chuyện gì? Đưa tay cho anh đã. Thế nào? Có cảm giác không? Chuyện gì đây hả? Có nhớ cái lần đầu tiên anh nắm tay của em, anh hỏi em có cảm giác không đó? Lúc đó em nói không mà. Cho nên bây giờ anh chỉ muốn biết có hay không thôi. Anh chơi em hả? Bây giờ có cảm giác hay không đây? Cái gì đây? Cấn tay em đó. Em gả cho anh nha. Quê, đã tập giận nhiều lần rồi, nể mặt chút đi. Em không có đeo mấy cái đồ quý giá như vậy đâu. Em không thích hả? Cũng không phải. Em nghĩ em đeo một hồi rồi thì sẽ làm quen. Vô đi. Rốt cuộc anh đã chịu thích thằng tôi. Đã lâu không gặp hả? Tôi đã chờ lâu rồi. Bảo à, xin lỗi nha. Anh có tha lỗi cho tôi không? Có phân biệt sao? Đối với tôi có. Cho dù là thế nào thì chúng ta cũng không thể làm thay đổi được sự thật mà, có phải không? Tôi biết. Cho dù tôi có ở tù suốt đời cũng không thể bù đắp được lỗi lầm của tôi. Tôi chỉ mong có một điều, là được nghe anh tha thứ. Tôi có lỗi với anh, tôi có lỗi với cô Huệ, còn có bà của tôi và em Phương nữa. Chuyện xưa kia tôi đã quên hết đi, nhưng cũng không muốn nhớ lại nữa. Bảo, bỏ đi, đừng có nhắc lại nữa có được không? Bảo à, anh nói như vậy anh có tha thứ cho tôi không? Chú Kiên và Huệ Phương đang chờ anh ra đó. Anh hãy sáng tự lo liệu đi nha.
ăn giấc rồi. Đã lâu không gặp, nhưng Mạnh chứ? Mạnh, còn anh? Cũng vậy thôi. À, Hải. À, anh Hải. À, thiệt là nên thân lắm. Vậy thì tốt rồi. Nó học hành cũng khá. Gì tốt sẽ được thả sớm hơn. Qua được rồi. Xin chào. Bye bye. Bye bye. 你要否牽掛過我 其實我不忍告別你 你有否希冀見我？你會否心裡？